Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn một vườn quất chum, quất dù và quất chậu nhựa nha các bạn nhé. Thực tế hôm nay mình quay cho các bạn xem một vườn quất chum này là địa chỉ ở tại thôn Trấn Đông, xã Hòa Nông, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Và vườn quất này là vườn quất của chú Lục nha các bạn nhé. Đấy các bạn xem, thì để thực tế vào giá cả thế nào thì mời các bạn xem qua một lượt vườn quất của chú nhá. Quả rất là sai luôn các bạn, rất là đẹp. Giới thiệu với các bạn, đây là một loại nọ cao khoảng 45 phân nha các bạn nhá. Nọ đỏ rất là đẹp luôn. Thì thực tế quất này không phải là xấu, nhưng mà là nhà chú là rồng ở trong hơi sâu so với mặt đường, thành ra là khách khứa không biết đến. Thì chú cũng có đi chợ, gọi là đi chợ xa đấy. Thì nhà chú ở đây là chú có hai vườn, thì chú đi một vườn rồi và bốc dở vườn này khoảng 1/3 rồi nha các bạn nhé. Thì là chú đi chợ xa, thành ra là số lượng cây nhiều quá, chú năm nay là cũng bán một ít rồi nhưng mà không hết. Thì tổng số chỗ này nhà chú còn khoảng hơn 200 cây đi các bạn. Thì các bạn nào có nhu cầu mua thì tí nữa mình sẽ để lại số điện thoại ở trên, mình sẽ ghi ở dưới clip nha các bạn nhé. Các bạn xem, quả rất là sai luôn, mã sáng. Đây các bạn xem, thực tế đây nhà chú cũng đã đánh bốc đi chợ rồi, và còn một số, còn một ít còn lại thì vườn bên kia của chú thì đã chuyển hết đi rồi, chỉ còn vườn này thôi. Chỗ này thì thực tế là nhà chú là bán đã bán 300.000 một cây. Thì bây giờ số còn lại chú bảo đang nói là giá bán là khoảng 130. Có nghĩa là thời điểm này nó cũng vào tầm khoảng hôm nay là 20 rồi, 20 tháng 12 rồi, Tết đến nơi rồi, thì chú là chú cũng muốn bán luôn. Thì tầm này chú cũng không phải nói thách giá cả gì nữa. Cho nên là bạn nào có nhu cầu mua thì hãy điện, thì để đỡ làm phiền chú. Bởi vì thực sự Tết nhất đến nơi rồi, nó cũng rất bận. Mỗi khi mà bỏ điện thoại ra nghe thì hơi phiền một chút. Thành ra là chú bảo bạn nào xác định mua thì hắn điện. Chỗ này tổng của chú là có tầm khoảng 200 cây đấy các bạn. Đấy, ngoài cái loại chum vò này ra thì nhà chú còn có loại chậu nhựa đây. Bạn nhìn thực tế luôn, cây cũng rất là đẹp luôn nhé các bạn nhé. Quả rất là sai luôn. Thì thực tế nhà chú là bận, nhà có hai vợ chồng lại còn phải trông cháu, thành ra chỉ một mình chú đi chợ thôi. Thành ra còn cần này thì hôm nay là chú có gọi điện cho mình bảo vào đăng để bán giùm. Thì các bạn nào mà ở xa không biết đến vườn quất thì là cứ điện trực tiếp theo số điện thoại ở đây, mình sẽ dẫn các bạn đi xem số điện thoại của chú nhá. Và đây là số điện thoại của chú Lục này các bạn này, 0967 320 895. Và gặp trực tiếp chú Lục nhá các bạn nhá. Thì mời các bạn tiếp tục đi vào vườn.
mình sẽ đi thực tế luôn cho các bạn xem tất cả các luống xem thế nào nhá. Rất là đẹp luôn nhá các bạn. Đây, ngoài ra nhà chú còn một ít chùm dù to đây. Thì số lượng chùm dù to này thì không có nhiều, chỉ có một ít thôi. Còn đa số là các cái loại đỏ đỏ này nhé các bạn nhé. Mẫu mã nọ rất là đẹp và cây quất rất là sai quả nhé. Đây các bạn xem, nhìn tổng thể cả vườn này rất là đẹp luôn. Thì thực tế mình đăng vườn này cũng là chỉ giúp chú bán được cây và cho những các bạn các bác nào mà không biết chỗ mua cây thì cứ liên hệ trực tiếp với chú. Thì các gọi là vườn quất này của chú thì một số đã bán là trước chú bán là khoảng 300. Nhưng mà giờ chú bảo là thời gian bây giờ là cũng là tết nhất đến nơi rồi. Thì chú nói thẳng luôn giá bán là hiện tại bây giờ cây này là giá khoảng 130. Thì các bạn nào lấy nhiều hay lấy ít thì chú cũng đều bán. Còn nếu mà chú nói là ưu tiên cho các bạn nào lấy số lượng nhiều. Đấy, chú nói ưu tiên cho các bạn nào lấy số lượng nhiều thì chú sẽ giảm đôi chút phần trăm cho. Các bạn xem, thực tế cây rất là đẹp luôn. Tầm này hoa cũng đang báo nở một lượt rồi nha các bạn nhé. Đây, cho các bạn xem thực tế cây chậu nhựa này. Hoa cũng đang báo một lượt này. Cây rất là đẹp nhá. Đấy, thì bạn nào mà có nhu cầu mua thì cứ liên hệ sớm. Thì thực tế thời gian từ đây đến Tết là cũng không còn dài nữa. Cho nên các bạn nào mà có nhu cầu mua thì hãy liên hệ luôn. Clip của mình đến đây cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.